Tại sao bạn nên hạn chế là hoặc là không làm việc với người nghèo? Thực ra ở trong video này Tuấn không muốn chia sẻ hay là nói xấu gì về về người nghèo cả. Tuy nhiên là khi mà đối với người nghèo ấy thì khi mà bạn chia sẻ một cái cơ hội nào đó cho người nghèo ấy thì họ uh, thường là không nhận ra được điều đó. Cái người mà khó chiều nhất họ đó chính là người nghèo. Mà khi mà bạn trao cho họ một cái cơ hội kinh doanh đúng không ạ? một cái cơ hội kinh doanh bắt đầu hoàn toàn miễn phí một cái ebook miễn phí một cái bài học nào đó miễn phí thì trong đầu họ ấy, họ luôn luôn đặt ra một câu hỏi rằng là uh, liệu thằng này nó có lừa mình hay không đúng không ạ nhưng mà qua quá trình là, là tiếp xúc với tất cả những cái người giàu ấy, thì mình thấy rằng là những người giàu cuối cùng lại là những người mà thực ra là họ là người cho đi điên cuồng đúng không ạ và họ cho đi điên cuồng và họ giúp đỡ tất cả những người xung quanh mà họ không uh, có nề hà gì cả. Lý do vì sao? Bởi vì là họ là người có điều kiện, họ là người có tiền và họ có cái điều đó thì họ mới cho được chứ còn nếu như họ không có thì lấy đâu ra họ cho mình được đúng không ạ? Đó. Thế thì khi đối với người nghèo thì khi mà mình nói rằng là ờ uh, anh chị ơi, anh chị tham gia vào uh, cái kinh doanh này cùng cùng với Tuấn đi thì um, nó đây là một cái khoản đầu tư nho nhỏ và nó không đáng kể là bao nhiêu cả thì nó so với một cái kinh doanh cực kỳ lớn vài trăm triệu đồng ngoài kia thì nó là một cái kinh doanh cực kỳ lớn thì ở đây anh chị chỉ có uh, đầu tư khoảng hai ba chục triệu thôi thì họ sẽ nói rằng là ổ đầu tư hai ba chục triệu thì làm sao mà kiếm tiền được từ những cái khoản tiền đó đúng không ạ họ bảo nhưng mà đến khi mà mình bảo là Ờ thế bây giờ anh chị đầu tư lớn đi Đúng không? Đầu tư hoành tráng đi Thì họ lại bảo là, Ui tao không có tiền đâu Em không có tiền đâu Cái lời đầu tiên họ thốt ra đều nói là Tôi không có tiền đâu Vậy thì đến thì đến Vậy từ đầu tư nhỏ anh cũng chị cũng không đầu tư Đầu tư lớn anh chị cũng không đầu tư Thì đợi anh chị đầu tư cái gì? Đúng không ạ? Thế thì tiếp theo đó là gì? Bảo với họ rằng là uh, Đây là những cái thứ mới Thì các anh chị đây là một cái cơ hội mới các anh chị uh, có thể đầu tư được và nó sẽ giúp cho anh chị sinh lời thì họ sẽ nói rằng là ủi cái này tôi không có kinh nghiệm đâu ví dụ như là tôi là nam giới thì làm sao mà tôi có thể làm mỹ phẩm được nhưng mà, nhưng mà khi nhưng họ không hiểu rằng là nam giới hay nữ giới đều có thể làm mỹ phẩm được hoặc là nói rằng là tôi có bao giờ dùng mỹ phẩm đâu mà tôi là kinh doanh đúng không ạ thì cái điều đó nó không quan trọng quan trọng là anh chị không nhìn ra được cái cơ hội khi những người nghèo ấy, anh các anh chị nếu như các anh chị là người nghèo, các anh chị có thể không nhìn ra được cái cơ hội đó. Và cái người giàu là gì? Ngay cái người người ta nắm bắt cái cơ hội đấy cực kỳ nhanh chóng và người ta có thể nắm bắt xong đó thì người ta hành động ngay, đúng ạ? Tiếp theo là gì? Nếu mà bảo họ làm một cái ngành nghề kinh doanh truyền thống thì họ sẽ nói là, ui rồi cái ngành nghề này khó lắm, bao nhiêu người làm rồi, tôi không làm được đâu, đúng ạ? đấy họ cũng nói khó. Thế nhưng mà nếu như bảo là bây giờ là Secret là một cái mô hình kinh doanh mới mới mẻ, nó kết hợp giữa drop shipping, à, nghĩa là drop shipping là 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 giao vận công ty sẽ giao giao hàng đến cho khách hàng cuối cùng cho mình và affiliate là tiếp thị liên kết. Thế thì họ bảo Ui rồi ôi cái này à, mới năm mà tôi sợ là bị bị lừa đảo lắm đúng không? đó. Thế rồi tiếp theo như tiếp theo nữa là gì bây giờ nếu như bảo là anh chị điều hành một cái cửa hàng đi đúng không ạ hay là một cái một cái cửa hàng online ở trên 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 trên, trên mạng đi để được một cái lường link website đi thì nó bảo là, ui rồi như vậy thì tôi không có thời gian đi đâu cả tôi không có thời gian để tôi không có tự do đúng không ạ đấy thế tiếp theo thì bảo là ờ thì bây giờ thế thì đây là có một cái công cơ hội một công việc kinh doanh mới từ một cái tập đoàn của mỹ về này thì họ sẽ nói là ủi cái này thì kinh doanh này tôi kinh doanh mỹ phẩm này tôi cũng đâu có chuyên môn, tôi tôi đâu có biết là chăm sóc da nó như thế nào đâu. Nhưng các anh chị đâu có biết rằng là để các anh chị đạt được cái thời điểm như ngày hôm nay thì các anh chị cũng phải trải qua bao nhiêu à, lớp mẫu giáo này, rồi là cấp 1 này, cấp 2 rồi là uh, cấp 3 rồi lên đại học. Các anh chị còn phải học rất rất là nhiều các anh chị mới ra đời đi làm được. Đúng không ạ? Thế thì với một cái công việc kinh doanh mới thì các anh chị cần phải có thời gian để anh chị học tập nó đúng không và tiếp thu những kiến thức từ đó thì bắt đầu các anh chị mới vận hành vào chứ làm sao anh chị làm, bảo là ngày hôm nay làm mà ngày mai là có tiền ngay được đúng không ạ đó thế thì uh, tiếp theo nữa là gì các anh chị muốn có sức khỏe tốt nhưng các anh chị lại không tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe chủ động đúng không ạ mà anh chị là cứ dạ rảnh cái cứ hở ra tí tiền lại lại đi ăn đi nhậu đi chơi đúng không ạ thế. Sau đó thì là uh, tiếp theo là lại uh, có một số những cái điểm chung ví dụ như là uh, thích hỏi Google này, đi tìm kiếm ra này nhưng mà lại không không tìm kiếm không lọc lựa ra được những cái thông tin mà uh, chính xác đó. Thế sau đó thì lại đi hỏi một cái người mà người ta chưa bao giờ người ta làm cái ngành nghề này để hỏi là xem là thế bây giờ làm cái ngành nghề mỹ phẩm này có nó tốt không anh chị nhỉ? thế thì mình thế người đấy đương nhiên người ta không làm bao giờ thì người ta làm sao người ta biết là là tốt hay không tốt đúng không người ta bảo ừ mẹ làm cái này khó lắm không làm được đâu nhưng mà nhưng mà đến lúc mà khi mà sau đó một vài năm khi mà chúng tôi bắt đầu làm thành công rồi thì lại bảo ừ suýt xoa lại bảo ừ giá mà hồi đấy mà tôi uh, cũng làm như anh chị thì bây giờ có phải tôi khá rồi không thế thì cái từ giá mà nó là những cái từ mà hầu hết những cái người không thành công hoặc là những người nghèo người ta thường hay nói ở đầu 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 môi cho lưỡi của mình và người ta thường bỏ qua tất cả những cái cơ hội mà những người 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 ta thông minh người ta uh, muốn trao tặng cái cơ hội đấy cho anh chị đúng ạ và đặc biệt là cái người nghèo thì người ta nghĩ nhiều hơn cả một cái giáo sư đại học và làm thậm chí là ít hơn một cái người mù đấy đấy là một trong những cái bi kịch của những cái người nghèo và Uh, bây giờ nếu như mà muốn hỏi họ rằng là thế bây giờ anh chị muốn làm gì để có tiền nhiều hơn không thì họ lại quay về trở lại cơ công việc cũ và họ um, cuối cùng họ không trả lời được là cái câu hỏi là tôi sẽ làm điều gì để tốt hơn. Thế thì uh, cuối cùng kết luận một điều rằng là gì? Cả một cái cuộc đời của họ thì họ chỉ biết đi theo một cái lối mòn và họ làm họ ngồi, ngồi chờ đợi thôi chứ họ không bao giờ hành động cả và chính bởi vì là họ ngồi chờ đợi và họ không hành động thì họ đi theo một cái lối mòn họ làm cách cũ thì lấy đâu ra mà có kết quả mới được đúng không ạ vậy thì nếu bây giờ bây giờ các chị các anh chị muốn có một cái tư duy của người nghèo hay là các anh chị có muốn có tư duy của người giàu thì nếu như anh chị muốn có tư duy của người giàu thì hãy cân nhắc những cái cơ hội mà những người xung quanh người ta chia sẻ với anh chị và Uh, tìm ra được những cái lý do để các anh chị có thể bắt đầu ngay với công việc đó bởi vì chúng ta uh, có thể sai nhưng chúng ta sẽ có thể học những bài học nhưng mà hầu hết những cái người mà người ta thành công rồi người ta muốn chia sẻ cơ hội cho anh chị để người ta muốn giúp anh chị đúng không để uh, tất cả um, vì họ vì uh, anh chị là bạn của họ và họ cũng muốn anh chị thành công mà đúng không ạ chính vì lẽ đó thì các anh chị cần phải thay đổi cái tư duy của mình mở tư duy ra và tiếp nhận những cái thông tin mới và ngay khi tiếp nhận thông tin mới thì cân nhắc và có thể là quyết định và hành động một cách mạnh mẽ hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của Tuấn và chúc anh chị luôn luôn có những cái quyết định đúng đắn. Hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo.